gì người ta gọi đó lý thuyết của sự năng động. Cái gì cũng có hai mặt, mình đi sau cho nên mình không bị vấp. Các con rời đi trước vấp té cắm mỏ xuống, thế là mình đi sau mình né được. Thế mà các anh chị không học cái chỗ nào cần tránh thì không phải cái chỉ dạy. Vậy thì không có gì minh chứng bằng cái việc là các anh chị ngồi đây là các anh chị quá khôn ngoan. Các anh chị học xong các anh chị không làm, mà các anh chị nghĩ chiến lược không, xong các anh chị tung lệnh cho họ thực hiện không, thì khi tung cái lệnh các anh chị miệng nói tay làm thì cái quyền lực chuyên môn nó mới cạn. Thì cái đó là ý nghĩa của phần chuyên sâu. Và hôm nay thì chúng ta đánh cái vòng quay trở lại cho cái phần chuyên sâu. Và cái cụm số 3 là mình lo doanh nghiệp, mình lo đến thằng lính, mà mình lại quên sờ ấy, mình không quen quên lo cái thằng mình. Cái thằng mình ấy thì nó gồm có, thứ nhất là phải tôn trọng luật pháp để làm công dân. Cái thằng mình ấy nó phải lo cái việc số 2 ấy, đó là việc vợ con và chồng con mình nặng nề lắm. Và thứ ba là cái thằng mình ấy phải lo cho chính thằng mình thật tốt thì mới có hiệu năng với cái công ty của mình. Và kết quả là cái thằng mình ấy nó ba vai cho nên hầu như không hoàn thành. Thế là người ta bảo cuộc đời nó là bể khổ. Nhưng nếu các bạn lo được thì các bạn tiếc từng ngày từng giờ, bởi vì cuộc sống nó quá tươi đẹp. Nó tươi đẹp đến cùng cực khi dưới mắt của tôi. Và các anh chị không lo được thì cuộc sống đúng là địa ngục. Ra ngoài đường ngồi trên bàn nhậu người ta khinh, về đến nhà chửi nhau cứ như là dưới địa ngục. Vào đến công ty lính nó không nghe. Cho nên nó có ba cụm. Cụm số 1 là nghề để làm trong công ty. Cụm số 2 là chi tiết của nghề để khuất phục thằng lính. Và cụm số 3 đó là chính hạnh phúc của thằng mình. Vậy thì một cái vòng chu kỳ bắt đầu quay trở lại để đào tạo, thì chúng ta thấy nếu các anh chị không nắm được cái tổng quan đó thì nó dẫn tới các anh chị thấy các chuyên đề nó chạy có vẻ lộn xộn. Nó lộn xộn là do các anh chị lộn xộn chứ không phải do kẻ bố trí chuyên đề lộn xộn. Cho nên là tôi mong các anh chị cho, nếu các anh chị để tâm thì các anh chị thấy vòng đầu tiên của bài hôm nay, thì hôm trước tôi nói với các anh chị là bài đầu tiên, bây giờ nó lại là bài đầu tiên và tôi sai. Nó bài đầu tiên của cái vòng chuyên sâu, các chị ạ. Vậy thì nếu mà để cho các anh chị tiện theo dõi á, các anh chị thấy người ta giảng người ta cứ để lờ mờ, xong cũng các anh chị gom lại, các anh chị thấy là các cái mảnh ghép của trẻ con nó chơi ghép hay biết, nó hoàn chỉnh trong tư duy các anh chị. Vậy thì để cho khỏi quên thì các anh chị mở đóng ngoặc của cái tên chuyên đề hôm nay á, chuyên sâu. Thế là tí nữa sau khi học xong các anh chị ghép hết lại, à may chết. Như vậy để đá chuyên sâu khuất phục thằng lính thì nó gồm cái này. Còn tất cả những cái gì mình ghi là cơ bản hay mình ghi là nghề may chết, và tất cả cái gì liên quan tới bản thân thì các chị chỉ cần mở ngoặc ấy để cho mình khỏi quên thôi. Và như vậy cái cụm vòng đầu tiên của đợt này so với cũng môi trường này mà tôi cũng nói chuyện đầu tiên, thì bây giờ đầu tiên là chúng ta nâng cái chuyên sâu của mình lên để các chị thấy rằng không có thằng nào gọi là tài cả, bởi vì bố mày tài nhất rồi còn lấy đâu thằng tài. Và thằng tài nó làm việc với các chị mà các chị lại cũng tài, miệng thì nói, nó bảo thế thì ông nói ông làm thế. Anh em với nhau chú dẹp ra anh làm cho chú coi, làm mẫu mực luôn các chị ạ. Thế thì con kế toán nó bảo ông tôi chuyên ngành kế toán, ông lãnh đạo chung quản trị, tôi nói tư vấn cho ông thiên tình ông không nghe, đưa bằng cân đối đưa đây, ta chiếu tướng cho mày hai phần đó mới được. Từ đằng sau té đá cho quần. Thì cái chuyên sâu nó hỗ trợ các anh chị cái khâu đó, các anh chị ạ. Vậy thì chuyên sâu đầu tiên bắt đầu tính từ trên xuống trong thiết kế chương trình, thì bài hôm nay nó có tên gọi là mật mã, các anh chị ạ. Mật mã anh người ta còn gọi nó là bí quyết. Nhưng mà khi bọn tôi chuyển dịch tiếng Anh ấy thì bọn tôi phải trung thành tuyệt đối, bởi vì một cái tên môn học ấy, bọn tôi ở trong trường đại học đôi khi thảo luận cả tháng, một cái tên của bài báo thôi nó
nó có cả một khoa học, cả một cái khoa nó dạy giật tích. Và để đặt tên cho một cái môn học hoặc là một cái khoa, các anh chị thấy nó nan giải lắm. Tôi lấy một ví dụ như vậy để các anh chị thấy một cái tên môn học nó quan trọng đến mức thế nào. Và tí nữa các anh chị thấy riêng chữ thành công nó có 3 bài về thành công. Ngày bài chúng ta học con đường đến thành công, còn cái bài mà chúng ta xem thành công tiếp và anh chị nào cũng học rồi ấy, đó là thành công có 2 chữ thôi. Cái gì nó làm cho bạn thành công, còn cái con đường đến thành công của ngày mai á thì nó là chuyên sâu của thành công. Thành công thì nó có 10 biến, nhưng mà để 10 biến nó hiện ra thì mày phải đi trên một lộ trình với các bảng chỉ dẫn thế nào. Thì ngày mai chúng ta học 15 bảng chỉ dẫn để mày đến đích. Các anh chị nào giỏi lắm ấy, đi đúng chỉ dẫn có 5 bảng thôi. Thế là thôi, đến đây nó bảo dừng xe lại, đọc bảng chỉ dẫn rồi hãy đi. Thế thả đọc thì hùng hục nghe thằng lái xe bên cạnh đâm lại xuống vực. Các bạn không thành công mặc dù các bạn bỏ ra một lượng lao động cực lớn, mà số thành công thì rất ít. Mà các bạn lười thì bất thành công là xong đạn. Đằng này bỏ công chích mà lại thất bại. Thế chứ gì? Tại vì bạn hiểu hết nhân tố thành công, bạn hiểu hết phải bỏ sức ra, nhưng bạn đi bị sai đường. Thì ngày mai chúng ta chuyên sâu ở chỗ không nói nhân tố thành công, mà chúng ta nói hãy đọc bảng chỉ dẫn từ bảng số 1 đến bảng số 15 ắt mày thành công. Điều này thì đúng nhất trong trường hợp của anh Hải. Khi mà anh dạy lính lái xe thì cái hướng đi, cái xử lý mặt đường mới quan trọng, chứ không phải công nghệ lái quan trọng. Và ông lái rất giỏi, nhưng đi chặt đường nó cắm đầu đúng, hoặc vào núi hoặc xuống vực. Có gì ạ? Vậy thì hai bài nó đều là chuyên sâu cho hai cái mảng nhé. Ở đây là mật mã, tức là cái bí quyết. Và bí quyết này là bí quyết gia truyền. Mà khi mà nó phổ cập hóa thì bắt đầu nó chỉ ra cho các anh chị sau khi nó thắng lợi tuyệt đối mà nó chết về, nó giữ lại cái gì thì nó chỉ cho các anh chị mật mã tài lãnh đạo. Các anh chị ạ, vấn đề nó đặt ra là học vấn rất cao, lãnh đạo rất lâu năm, mà rốt cuộc thế nào cái thằng danh con nó 30 tuổi mà lãnh đạo siêu phẳng, mà mình nấu phở 30 năm mẹ chồng tín nhiệm lắm. Thế mà thằng con trai út nó đem nó lấy con vợ về, con vợ trẻ măng bé danh con mà đúng không, nó nấu phở nó chèn luôn con chị dâu cả. Chị dâu cả cuối cùng mất tín nhiệm với bà mẹ chồng, mày ngồi đâu riêng phở để con út nó nấu. Và thế là con cả bị ngồi sai như chó. Cái gì à? Vì con út nó nắm được, nó nắm được mật mã nấu phở. Cái gì à? Thế bây giờ nói sao chuyện đời thường, mình to cao đẹp trai, cưa gái mà không được, thằng Lê Thẩm Dương xấu như chó, ra đòn là thắng, bởi vì nó nắm được mật mã, cái gì à, của cái con đường vào tim của đàn bà. Vào tim nó khó lắm, nhưng rất tiếc lại không khó, nếu các chị nắm được mật mã của nó. Và thế cái dân tộc Việt Nam này đi xong, thế thì người ta gọi đó lý thuyết của sự lạc hậu. Cái gì cũng có hai mặt, mình đi sau cho nên mình không bị vấp, các con rời đi trước vấp té cắm mỏ xuống, thế là mình đi sau mình né được. Thế mà các anh chị không học cái chỗ nào cần tránh thì có phải cái chỉ dạy. Vậy thì không có gì minh chứng bằng cái việc là những kẻ ngồi đây là những kẻ quá khôn ngoan. Đằng này mới mưa có tí thôi. Thế là cuối cùng tôi dự báo với anh Trọng, dân này nó chỉ học một nửa lớp thôi mày. Thì anh Trọng bảo hình như thầy lớn tuổi, thầy quá cảnh giác rồi. Theo thông tin là hiện nay là chỉ có hai bạn là lợi dụng và trời lạnh thôi. Mới bảo là thế à, tí nữa tao phải lên lớp tao xin lỗi anh em, cái kiểu tào tháo của tao có vấn đề. Cho nên là tôi hứa với anh chẳng thì tôi lên tôi phải nói. Cho nên rất xin lỗi nếu tôi nghĩ sai với anh chị. Cuối cùng theo danh sách đăng ký hôm nay có hai người xin vắng. Cái gì à? Và lý do không ngửi được, nhưng mà bản chất lý do là
mưa chăn lạnh, ngu lắm, hôm nay mà trốn học đường đi không có cảnh báo chứ sao mẹ chết. Và các anh chị rõ ràng là những người không ngu, có gì à? Và kết quả thì tôi bảo với anh Trọng là mày để tao lên, tao xin lỗi anh em đấy, chính thức cho xin lỗi nhá, chứ không hiểu lầm thì mày hiểu anh em sai là do cái ấn tượng của tôi bị sai, đúng không? Thế là lớp nếu chấp nhận là xin lỗi cho chàng của tay rồi. Lãnh đạo nó là nghề, là một trong 12 bài. Có cái bài này nó là về chuyên sâu của lãnh đạo, mật mã lãnh đạo, các chị à? Mà các chị đừng đợi đến to cao mà có lê hoành tráng. Mỗi người đều là lãnh đạo, vì lãnh đạo nó là kỹ năng cần có, chứ lại đừng hiểu lãnh đạo là cái ghế. Cho nên ở đây nó cần cho tất cả mọi người, đó là lãnh đạo con chó là thống nhất, lãnh đạo đứa em ruột, các chị à, cao hơn chút. Xong tí nữa lãnh đạo ông bố, lãnh đạo 360 độ. Sau đó trên bàn nhậu về đây, tất cả nó đồng thuận nó về, lạ thế gì, lãnh đạo bàn nhậu. Nhưng mà lãnh đạo nhảy lên một cái bước, các chị à, hiệu suất nó tăng gấp n lần, mà cái sức bỏ ra gần như không có, mà mình chỉ thò mỗi bí quyết thôi. Vậy thì bí quyết cuối cùng của tài lãnh đạo, lãnh đạo cả ông bố luôn, lãnh đạo và thằng bạn là cái gì? Vậy thì cái phần kiến thức này, các chị à, nó có hai cái mảng rất lớn, gói gọn chuyên sâu trong một ngày. Và nội dung kiến thức số 1 nào, lãnh đạo, cái chữ lãnh đạo đã. Xong tí nữa mới đến mật mã lãnh đạo. Trường Doanh Nhân PR.